nhanh hơn. Và giờ thì mình đã có thể thoải mái đi chiến đấu rồi đó. Và nếu mình không đánh được rồng Ender thì mình sẽ tạo ra một cái con rồng Ender nhân tạo nhé. Và con rồng Ender nhân tạo này thì mình bắt buộc phải trở lại cái ngôi làng rồi. Cái ngôi làng mình đâu ta? Đây ngôi làng nè. Ui, khá là lâu rồi đó mới trở lại ngôi làng nè, hình như một ngày rồi đó. Rồi sau đó bật cái server á để mình chạy nhanh một tí nhá. Thì mình dự định sẽ đi lấy một vài thứ để có thể triệu hồi ra con rồng nhân tạo này. Đầu tiên thì mình sẽ tiến thẳng là cái cung điện mà lần trước mình đã dọn dẹp cái đám zombie cũng như là quái vật khác ở trong đó. Và mình sẽ lấy những cái khói gạch èn nhá. Mình nhớ không lầm á thì phía dưới đó sẽ có những cái gạch èn thì phải, đúng không? Cái là sandstone rồi. Có một gì ta á? Đây nè, èn stone nè, những cái đá èn. Sẽ lấy khoảng 8 đi. Cái này mình sẽ lấy trước 6 là 7 và 8. Rồi, đã đủ số lượng rồi. Hôm nay thì đồ đạc mình đã lấy hết trơn rồi á. Công việc hôm nay của mình là trở về tàu thôi. Đi về lại tới cây tàu nè. Không như vậy nè, để tạo ra một cái con rồng Ender nhân tạo. Nhớ mình sẽ không cử cái để rồng Trung Hoa này nữa đâu. Nhìn em mấy có mấy bạn bảo á, cái bé rồng này nhìn giống con vua nên là con rồng á. Mình nhìn thấy cũng có rồng mà cái điều nhìn hơi buồn cười xíu thôi. Và để có thể triệu hồi được rồng á thì mình sẽ tìm một nơi trống trống một xíu. Thì cái này sẽ xích qua đây đi. Đây cho cái này trong này. Và sau đó sẽ triệu hồi con rồng nha. Thì còn các bạn sẽ không bị bất ngờ. Và xét về số máu thì như em rồng của mình yếu hơn con rồng Ender thiệt mấy lần lận á. Được vô con rồng Ender thiệt như chắc mấy lần thôi, nhớ không rõ nữa, mà đại khái là như mấy trăm máu lận chứ không phải 40 máu như em rồng mình đã. Nhưng mà thôi kệ, dù sao đây là tập thể thao có thể giúp mình bay lượn dễ dàng hơn là mình vui rồi. Và trên đường đi như vậy á mình sẽ tranh thủ coi coi có cái căn cứ của hải quân không nhá. Thì trong công ty này còn có căn cứ của hải quân trên hải quân đó, đó là cái nơi chứa rất là nhiều những cái đồ đất hải quân mà mình cần phải chiến đấu để có thể mang về những cái viên cầu đó. Mình sẽ bắt đầu cần coi coi cái này là cái gì nào. Những cái con này được rồi. Ui, mấy cái bé cung phu nè, lúc mới vào game mình đã gặp ở bờ biển nè. Chết. Ui bị lúng. Ê hay lắm. Ui sao lại dùng? Hay là đánh người đang bị lúng như thế. Người đâu chưa xong rồi đi đánh ta nữa. Chết rồi. Mất tiêu rồi. Ôi mà mình lỡ tao đánh chết rồi. Chết cho ai giờ. Khổ đi ta. Hay là đây có cái con sâu sinh động. Rồi mình sẽ bắt cái con sâu sinh động. Sau đó tôi sẽ sử dụng cái skill nhật nào giờ. Giao con thần thần tét rồi, chiều ba đi. Chiều ba nè. Cái gì cũng nói là lắm luôn đó. Đúng không? Cái này là
này, bà chuẩn bị dùng cái dao lông mày lại. Có vẻ cái chiều này dao lông mày nó còn hơi lâu á. Ui, nhưng mà sức công phá của nó thì khỏi nói bàn đó mà thôi.